Khi mà làm rõ thì hãy cho nó tự nhiên và nhẹ nhàng thôi. Còn ôm ấp mãi cuộc tình.
chờ chồng. Từng ngày anh vắng xa trên con đường em bước, một chiếc bóng đơn côi bây giờ là tháng mười sao vẫn còn mưa rơi. Bây giờ là tháng mười sao vẫn còn hợp lý này ha, thảo đã là làm tốt rồi nha.
nãy là cái phần nguyên âm em phát âm rõ và tốt rồi, còn cái chia ca từ này cũng tốt và cái hồn bài cũng rất là tốt, lãng mạn đẹp nhưng có một sự man mát buồn nhẹ nhẹ đó, giữ như thế này. Hello các bạn. Và đây chính là ca khúc Sao Vẫn Còn Mưa Rơi của nhạc sĩ Đức Huy, một ca khúc theo điệu van lãng mạn. Và đây là vòng này là vòng thi, không biết thi thứ mấy nhưng mà anh đã trải qua rất là nhiều vòng thi và mỗi vòng thi là một thể loại âm nhạc khác nhau, rồi có dân ca, có âm hưởng dân ca Nam Bộ này, nhạc bolero luôn này, xong bắt đầu cả nhạc tình này, nhạc trẻ luôn. Và hôm nay là hai thầy trò luyện tập cái này, cái phần vocal cuối là Dũng với anh là tạo nên cái vocal đoạn cuối nghe cho nó có một sự bay bổng lãng mạn hơn á. Hy vọng cái phần luyện tập hai thầy trò thì các bạn cũng sẽ hình dung được cái cách hát bài này nha. Bài này hát theo một cái sự lãng mạn bay bổng nhưng mà nó có một cái gì nó mang mát, nó buồn và nó thơ mộng hơn. Với thứ hai là lưu ý những cái chữ anh em ấy, hồi nãy tôi có sửa cho anh nhé, phát âm rõ và nhẹ không có bị nhòe chữ nè. Và ở đây đặc biệt cái câu cuối nè, bây giờ là tháng tư sao vẫn còn mưa rơi, sao vẫn còn là cái cách ngắt ca từ nó phải gọn vào, không phải là sao vẫn còn mưa rơi mà sao vẫn còn mưa rơi đó. Và câu cuối cũng vậy, có thể lưu ý nha. Rồi ông này là Rê trưởng, bye bye. Và các bạn ủng hộ cho Hoàng Ngân Ánh với mã số là chưa biết.